Thưa quý vị và bà con, chuyên mục Nông nghiệp khuyến nông hôm nay xin chuyển đến quý vị và bà con phóng sự hiệu quả mô hình chuyển đổi từ vùng nuôi tôm nước lợ sang xen canh, một vụ nuôi cá diêu hồng cá rô phi và một vụ nuôi tôm ở xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành. Sau phóng sự này, mời quý vị và bà con theo dõi phần hướng dẫn về quản lý đệm lót sinh học trong chăn nuôi heo. Trước hết mời quý vị và bà con theo dõi phóng sự. Quảng Nam với hàng ngàn hecta mặt nước lợ, riêng huyện Núi Thành có hơn 1.500 hecta, chiếm 2/3 diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh. Trong những năm qua, việc nuôi trồng thủy sản đã giải quyết phần lớn lao động, tăng thu nhập, cải thiện đáng kể đời sống bà con, nông ngư dân vùng ven sông biển. Nhiều diện tích mô hình đem lại thu nhập cao. Tuy nhiên, cũng nhiều vùng, nhiều bà con làm ăn thua lỗ, nhiều diện tích nuôi tôm nước lợ bị bỏ hoang do nhiều nguyên nhân. Trong đó có vấn đề môi trường, vấn đề áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật, vấn đề con giống, thời vụ, v.v. Điều đáng nói là nhiều diện tích thường xuyên nuôi tôm thả chân trắng đã không còn phù hợp, dịch bệnh gây thiệt hại lớn cho người sản xuất. Trước thực trạng này, các ngành của tỉnh đã tìm kiếm nhiều mô hình, trong đó mô hình chuyển đổi hơn 1 hecta nuôi tôm nước lợ sang nuôi ghép cá diêu hồng, cá rô phi ở thôn Phú Tân, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, được Trung tâm Khuyến Nông, Khuyến Ngư Quảng Nam phối hợp cùng nhóm hộ tại đây thực nghiệm từ tháng 4 năm 2013 đến nay đã cho kết quả rõ nét. Qua cái quả bóng thoáng nuôi có diêu hồng lần đầu tiên ở vùng nước lợ, cũng là cái lần đầu mà nên thành những cái kinh nghiệm nuôi cũng còn chưa nắm hết rõ được. Và hơn nữa là cũng không biết cái giữa cái nước mặn và nước ngọt nó là như phát triển như thế nào. Nhưng mà qua bóng thân nuôi thì thấy kết quả rất độc. Có rất nhanh lớn và rất khỏe. Hiện nay tràn lượng của có là từ 3 lợn đến 5 lợn. Có con đỡ 5 lợn và con 4 lợn cũng có. Như vậy thì so với cái mực độ mà theo quy trình nuôi là 6 tháng thì có phát triển tốt. Và chúng tôi thấy là cái khu vực này sau khi nuôi tôm nhiều năm bây giờ nó bị ô nhiễm rất, mà nuôi có diêu hồng này được thì nó sẽ làm sạch cái môi trường của trong ô để có thể sau này chúng ta thay đổi cái mô hình nuôi, vừa nuôi cá cũng vừa nuôi tôm, có thể một vụ cá một vụ tôm thì nó có kết quả rất tốt trong cái việc nuôi. Nhưng mà đến nay thì chỉ còn cái niềm lo âu của người sản xuất là cái đầu ra nó không thuận lợi cho máy, nên thành nếu có đầu ra ổn định thì nuôi có diêu hồng ở vùng nước lợ này rất là có hiệu quả. Với sự tham gia tích cực, tinh thần trách nhiệm cao của Trung tâm Khuyến Nông Khuyến Ngư Quảng Nam về cung cấp nguồn con giống, thức ăn, thuốc, hóa chất, hướng dẫn quy trình kỹ thuật, sự chỉ đạo động viên của chính quyền, đoàn thể địa phương. Bằng vốn đối ứng và quyết tâm chuyển đổi mô hình của nhóm hộ, sự phối hợp chia sẻ của trạm khuyến nông huyện Núi Thành, mô hình đã thực hiện tốt với những bước đi thích hợp. Ở trong quá trình nuôi thì có là chưa tái hiện tượng dịch bệnh, có là trống lớn, rất là nhanh lớn và khỏe, chưa tái hiện tượng dịch bệnh. Tính đến thời điểm này thì 4 tháng nhưng mà mức đầu tư chi phí thì anh em tính toán là mức đầu tư chi phí là khoảng cỡ 250 triệu và dự tính là tôi tính là bình quân là một con khoảng cỡ chừng 3 lần rưỡi thôi. Và tôi tính tỷ lệ sống khoảng cỡ 75% thôi, thì vị trí là khoảng cỡ 7 tấn. Nếu như mà tổng tính với cái giá hiện nay là khoảng cỡ 35.000 đồng một ký, thì chúng tôi có lãi khoảng cỡ chừng 77 triệu. Qua thực tế kiểm tra và tại hội thảo, cán bộ chuyên viên và bà con nhận thấy rằng mô hình thực nghiệm chuyển đổi là thành công, có thể đưa ra áp dụng đại trà trên nhiều vùng nước lợ của tỉnh. Thống nhất với những ý kiến cho rằng, nếu tiếp tục hỗ trợ người dân mở rộng mô hình, thì nguồn kinh phí đầu tư để mua con giống phải đáp ứng thời vụ, cần chọn điểm để đầu tư, không dàn trải. Nhưng điều lo lắng nhất vẫn là đầu ra cho con cá. Chúng tôi cũng có mấy cái đề nghị đối với các cơ quan chức năng, giúp cho người nông dân thực tế bằng những lớp tập huấn thực sự, bàn cầm tay chỉ việc và thực tế tại địa phương để cho người ta có cái hướng người ta chuyển sang một cái con giống cây trồng mới để phát triển nền kinh tế của địa phương này nó đạt hiệu quả cao hơn. Và cũng mang ở trên là có cái
kết hợp giữa các nhà như thế nào đó, trong đó có cái nơi tiêu thụ để cho người nông dân có cái chỗ bón mà yên tâm sản xuất hơn. Qua hội thảo và kiểm tra, chị Phan Thị Lệ, kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật trung tâm khuyến nông khuyến ngư Quảng Nam cho rằng, nếu nuôi cá diêu hồng, cá rô phi theo mô hình chuyển đổi đối với vùng nước lợ thì cần thiết quan tâm những yếu tố sau. Qua cái kết quả của cái mô hình này thì khi áp dụng vào nuôi thực tế thì bà con chúng ta cần lưu ý một số vấn đề. Thứ nhất là về chọn vị trí nuôi, là bà con chúng ta không nên nuôi cá rô phi và diêu hồng ở những vùng nước lợ có độ mặn quá cao, trên 15 phần ngàn. Thứ hai nữa là bà con chúng ta là về mùa vụ là chúng ta nên chọn thả nuôi vào khoảng tháng 1 đến tháng 2 dương lịch để tránh được cái mùa mưa bão. Thứ ba nữa là chúng ta nên đầu tư để mà rút ngắn thời gian nuôi trong vòng 5 đến 6 tháng, không nên kéo dài thời gian nuôi quá lâu. Và cuối cùng mới là bà con chúng ta là nên chú ý là khi trước khi thả giống thì bà con chúng ta nên đo độ mặn, kiểm tra môi trường, đo độ mặn này, nhiệt độ, pH, đặc biệt là độ mặn. Chúng ta nên kiểm tra trước khi thả giống. Nếu độ mặn quá cao thì chúng ta phải thuần độ mặn cho con giống trước khi thả nuôi. Có thể nói, trong bước đi tìm kiếm mô hình phù hợp cho từng lĩnh vực, từng vùng đất, đòi hỏi nhiều thời gian, công sức. Song với mô hình chuyển đổi nuôi cá diêu hồng, cá rô phi trong vùng nước lợ ở Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, cho thấy hướng đi được mở ra tích cực và hiệu quả, cần được tiếp tục nghiên cứu, bổ sung về quy trình kỹ thuật cũng như những vấn đề liên quan. Đặc biệt là sự quan tâm phối hợp tìm kiếm thị trường tiêu thụ để người nuôi cá yên tâm mở rộng diện tích chuyển đổi. Âu đó cũng là một trong những biện pháp thiết thực giúp nông ngư dân vùng ven sông biển hiện nay của tỉnh. Quý vị và bà con vừa theo dõi phóng sự về mô hình chuyển đổi nuôi cá diêu hồng, cá rô phi ở vùng nước lợ thuộc xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành. Trong chương trình trước, chúng tôi đã chuyển đến quý vị và bà con phương pháp làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi heo. Hôm nay mời quý vị và bà con theo dõi phần hướng dẫn cách bảo quản đệm lót này sao cho sử dụng được lâu. Phần này do Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quảng Nam trình bày. Những cái điểm mà chúng ta cần chú ý trong sử dụng và bảo quản cái bảo dưỡng cái đệm lót. Một lần làm đệm lót đúng phương pháp, nếu sử dụng và bảo dưỡng tốt thì có thể sử dụng trong nhiều năm. Chúng ta chú ý trước khi thả heo vào, chuồng có thể là nhặt cái phân của con heo từ cái đàn cần muốn thả, chúng ta bỏ rải rác vào một số nơi trên cái nền đệm lót để cho heo nó có thói quen và nó đi thải phân rải ra mà không thải một chỗ. Mật độ thả heo thì heo lớn thì thả 1,2 mét vuông một con. Còn heo nhỏ chúng ta thả là 0,8 đến 1 mét vuông là một con. Qua nghiên cứu, người ta nhận thấy với mật độ như trên sẽ đảm bảo sự tiêu hủy hết phân và kéo dài được cái tuổi thọ của đệm lót. Thì cần đặc biệt chú ý, khi nuôi heo có trọng lượng hơn 60kg trở lên thì lượng phân nước tiểu thả ra nhiều. Do heo ít vận động và có thói quen ỉa đái tập trung một nơi, cho nên đệm lót chỗ đó sẽ bị ướt, dễ bị hãm do không tiêu hủy hết phân và nước tiểu. Do vậy chúng ta cần phải có biện pháp để heo không ỉa đái tập trung một chỗ. Nếu không khắc phục được thì chuyển heo nuôi vào chuồng không có đệm lót. Do vậy đệm lót lên men dùng nuôi heo nái, heo con và heo trôi có trọng lượng dưới 60kg là tốt nhất. Chú ý về quản lý và bảo dưỡng đệm lót. Phải đảm bảo độ ẩm của đệm lót. Tầng trên cùng luôn giữ độ ẩm ở 30% để đảm bảo cho sự lên men tiêu hủy phân tốt. Ở độ ẩm 30% này, heo sống thoải mái, không cảm thấy khó chịu. Da được bảo vệ tốt, ít bị ban đỏ nổi mẩn ngứa như heo nuôi trên nền xi măng. Do đó, để đảm bảo cho tầng trên đệm lót không bị khô và ẩm quá, cần chú ý. Đặc biệt tránh cho chuồng bị hắt nước mưa và nước từ vòi uống chảy ra làm ướt đệm lót. Khi đệm lót bị ướt, cần bổ sung độn lót khô. Khi thấy đệm lót bị khô, cần phun ẩm bằng vòi phun như là mưa phùn. Phải đảm bảo độ tơi xốp của đệm lót. Đệm lót có tơi xốp thì sự tiêu hủy phân mới nhanh, do vậy hàng ngày phải chú ý xới tơi đệm lót ở độ sâu khoảng 15cm. Đặc biệt ở chỗ đoạn lót có hiện tượng cái tảng. Phân phải được
vùi lấp tốt do sự vận động của heo. Nếu phát hiện thấy phân nhiều ở một chỗ thì chúng ta cần phải vùi lấp. Nếu lượng phân quá nhiều, không được phân giải hết thì có thể hốt bớt đi, chuyển đi. Nếu cá biệt có heo bị bệnh, dễ chảy nạn thì cần cách ly. Chỗ phân heo bị bệnh thì cần rắc vôi hoặc là phun các cái chế phẩm mang, sau đó vùi sâu xuống 30cm. Bảo dưỡng đệm lót. Căn cứ vào mùi đệm lót để xác định nó hoạt động tốt hay không. Nếu chỉ thấy có mùi của nguyên liệu kèm mùi phân lây mang, không có mùi thối là đệm lót hoạt động tốt. Tốt nhất hàng tháng cần phải tiến hành bảo dưỡng như sau. Lấy 1 lít chế phẩm trộn đều với 1 lượng bột khô, bột gì cũng được. Đủ rắc đều cho 40m² đệm lót chuồng. Nếu như trong quá trình nuôi còn phân và mùi thối là lây mang không tốt, cần phải làm như sau. Xới tung đệm lót ở độ dày 15cm. Để cho tơi xốp trong trường hợp có cái tảng và độ ẩm cao. Sau đó bổ sung thêm dịch chế phẩm mang. Nếu nuôi nhiều, cần điều chỉnh mật độ heo nuôi trong chuồng. Thường thì sau 1 hoặc 2 đợt nuôi, nếu đệm lót bị sụt giảm mới cần bổ sung thêm từ 5 đến 10% chất độn và chế phẩm mang. Vấn đề là chúng ta chống nắng trong mùa hè. Để chống nắng, người ta có thể thực hiện các cái biện pháp sau. Là chúng ta có thể lót gạch hoặc lán xi măng khoảng 1/3 diện tích nền chuồng để làm cái chỗ nằm cho heo khi nhiệt độ bên ngoài lên quá cao. Nếu chuồng có diện tích nhỏ, có thể làm đệm lót toàn bộ. Đến tháng mùa hè có nhiệt độ cao thì có thể dùng tấm ván gỗ cơ động đặt lên nền cho heo nằm, sau đó lại cắt đi. Hoặc là dùng quạt hay lắp đặt hệ thống phun mù với các cái đầu phun được lắp đặt ở từng ô chuồng. Hoặc là mở toàn bộ cửa để không khí lưu thông. Để sử dụng thức ăn, để sự tiêu hủy phân nước tiểu được triệt để và kéo dài tuổi thọ của đệm lót thì cần kết hợp cho ăn thức ăn lên men hoặc là mang tiêu hóa. Sử dụng thức ăn lên men hoặc là mang tiêu hóa sẽ có tác dụng là giảm thải cái phân và độ thối của phân, giảm chi phí thức ăn, giảm tỷ lệ mắc bệnh, nó tăng được hiệu quả kinh tế. Cần chú ý cho heo ăn một cái lượng thức ăn thích hợp, không dư thừa. Nuôi heo bằng đệm lót tăng trọng cao hơn với nuôi truyền thống mà tiêu tốn thức ăn là thấp hơn. Cái thời gian sử dụng cái đệm lót, thời gian sử dụng đệm lót có thể duy trì trong thời gian vài năm nếu thực hiện tốt vấn đề quản lý và bảo dưỡng như đã nêu ở trên, có thể duy trì trong thời gian là từ 3 cho đến được là 5 năm. Quý vị và bà con vừa nghe kỹ sư Lê Thương, trưởng phòng thông tin huấn luyện Trung tâm khuyến nông khuyến ngư tỉnh Quảng Nam trình bày về cách bảo quản đệm lót sinh học trong chăn nuôi heo. Thưa quý vị và bà con, chuyên mục Nông nghiệp khuyến nông do Trung tâm khuyến nông khuyến ngư phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam thực hiện hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Hiệu quả cần được tiếp tục nghiên cứu, bổ sung về quy trình kỹ thuật cũng như những vấn đề liên quan. Đặc biệt là sự quan tâm phối hợp tìm kiếm thị trường tiêu thụ để người nuôi cá yên tâm mở rộng diện tích chuyển đổi. Đó cũng là một trong những biện pháp thiết thực giúp nông ngư dân vùng ven sông biển hiện nay của tỉnh. Quý vị và bà con vừa theo dõi phóng sự về mô hình chuyển đổi nuôi cá diêu hồng, cá rô phi ở vùng nước lợ thuộc xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành. Trong chương trình trước, chúng tôi đã chuyển đến quý vị và bà con phương pháp làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi heo. Hôm nay mời quý vị và bà con theo dõi phần hướng dẫn cách bảo quản đệm lót này sao cho sử dụng được lâu. Phần này do Trung tâm khuyến nông khuyến ngư Quảng Nam trình bày. Những cái điểm mà chúng ta cần chú ý trong sử dụng và bảo quản cái bảo dưỡng cái đệm lót. Một lần làm đệm lót đúng phương pháp, nếu sử dụng và bảo dưỡng tốt thì có thể sử dụng trong nhiều năm. Chúng ta chú ý trước khi thả heo vào, chuồng có thể là nhặt cái phân của con heo từ cái đàn cần muốn thả, chúng ta bỏ rải rác vào một số nơi trên cái nền đệm lót để cho heo nó có thói quen và nó đi thải phân rải ra mà không thải một chỗ. Mật độ thả heo thì heo lớn thì thả 1,2m² một con, còn heo nhỏ chúng ta thả là 0,8 đến 1m² là một con. Qua nghiên cứu, người ta nhận thấy với mật độ như trên sẽ đảm bảo sự tiêu hủy hết phân và kéo dài được cái tuổi thọ của đệm lót. Thì cần đặc biệt chú ý, khi nuôi heo có trọng lượng hơn 60kg trở lên thì lượng phân
nước tiểu thải ra nhiều, do heo ít vận động và có thói quen ỉa đái tập trung một nơi, cho nên đệm lốt chỗ đó sẽ bị ướt, dễ bị hãm do không tiêu hủy hết phân và nước tiểu. Do vậy chúng ta cần phải có biện pháp để heo không ỉa đái tập trung một chỗ. Nếu không khắc phục được thì chuyển heo nuôi vào chuồng không có đệm lốt. Do vậy đệm lốt lên men dùng nuôi heo nái, heo con và heo trôi có trọng lượng dưới 60 kg là tốt nhất. Chú ý về quản lý và bảo dưỡng đệm lót. Phải đảm bảo độ ẩm của đệm lót. Tầng trên cùng luôn giữ độ ẩm ở 30% để đảm bảo cho sự lên men tiêu hủy phân tốt. Ở độ ẩm 30% này, heo sống thoải mái, không cảm thấy khó chịu. Da được bảo vệ tốt, ít bị ban đỏ nổi mẩn ngứa như heo nuôi trên nền xi măng. Do đó, để đảm bảo cho tầng trên đệm lót không bị khô và ẩm quá, cần chú ý. Đặc biệt tránh cho chuồng bị hắt nước mưa và nước từ vòi uống chảy ra làm ướt đệm lót. Khi đệm lót bị ướt, cần bổ sung độn lót khô. Khi thấy đệm lót bị khô, cần phun ẩm bằng vòi phun như là mưa phùn. Phải đảm bảo độ tơi xốp của đệm lót. Đệm lót có tơi xốp thì sự tiêu hủy phân mới nhanh, do vậy hàng ngày phải chú ý xới tơi đệm lót ở độ sâu khoảng 15 cm. Đặc biệt ở chỗ đoạn lót có hiện tượng cái tảng. Phân phải được vùi lấp tốt do sự vận động của heo. Nếu phát hiện thấy phân nhiều ở một chỗ thì chúng ta cần phải vùi lấp. Nếu lượng phân quá nhiều, không được phân giải hết thì có thể hốt bớt đi, chuyển đi. Nếu cá biệt có heo bị bệnh, ỉa chải nặng thì cần cách ly. Chỗ phân heo bị bệnh thì cần rắc vôi hoặc là phun các cái chế phẩm men, sau đó vùi sâu xuống 30 cm. Bảo dưỡng đệm lót. Căn cứ vào mùi đệm lót để xác định nó hoạt động tốt hay không. Nếu chỉ thấy có mùi của nguyên liệu kèm mùi phân lây men, không có mùi thối là đệm lót hoạt động tốt. Tốt nhất hàng tháng cần phải tiến hành bảo dưỡng như sau. Lấy 1 lít chế phẩm trộn đều với 1 lượng bột khô, bột gì cũng được. Đủ rắc đều cho 40 m² đệm lót chuồng. Nếu như trong quá trình nuôi còn phân và mùi thối là lây men không tốt, cần phải làm như sau. Xới tung đệm lót ở độ dày 15 cm để cho tơi xốp trong trường hợp có cái tảng và độ ẩm cao. Sau đó bổ sung thêm dịch chế phẩm men. Nếu nuôi nhiều, cần điều chỉnh mật độ heo nuôi trong chuồng. Thường thì sau 1 hoặc 2 đợt nuôi, nếu đệm lót bị sụt giảm mới cần bổ sung thêm từ 5 đến 10%. Sản lượng của cá là từ 3 lận đến 5 lận. Có công đỡ 5 lọn và có 4 lọn cũng có. Như vậy thì so với cái mật độ mà theo quy trình nuôi là 6 tháng thì có phát triển tốt. Và chúng tôi thấy là cái khu vực này sau khi nuôi tôm nhiều năm bây giờ nó bị ô nhiễm rất. Mà nuôi có diêu hồng này được thì nó sẽ làm sạch cái môi trường của trong ô. Để có thể sau này chúng ta thay đổi cái mô hình nuôi, vừa nuôi cá cũng vừa nuôi tôm. Có thể một vụ cá một vụ tôm thì nó có kết quả rất tốt trong cái việc nuôi. Nhưng mà đến nay thì chỉ còn cái niềm lo âu của người sản xuất là cái đầu ra nó không thuận lợi cho máy. Nên thành nếu có đầu ra ổn định thì nuôi có diêu hồng ở vùng nước lợ này rất là có hiệu quả. Với sự tham gia tích cực, tinh thần trách nhiệm cao của Trung tâm Khuyến Nông Khuyến Ngư Quảng Nam về cung cấp nguồn con giống, thức ăn, thuốc, hóa chất, hướng dẫn quy trình kỹ thuật, sự chỉ đạo động viên của chính quyền, đoàn thể địa phương. Bằng vốn đối ứng và quyết tâm chuyển đổi mô hình của nhóm hộ, sự phối hợp chia sẻ của trạm khuyến nông huyện Núi Thành, mô hình đã thực hiện tốt với những bước đi thích hợp. Ở trong quá trình nuôi thì có là chưa tái hiện tượng dịch bệnh, có là trống lớn, rất là nhanh lớn và khỏe, chưa tái hiện tượng dịch bệnh. Tính đến thời điểm này thì 4 tháng nhưng mà mức đầu tư chi phí thì anh em tính toán là mức đầu tư chi phí là khoảng cỡ 250 triệu và dự tính là tôi tính là bình quân là một con khoảng cỡ chừng 3,5 lần thôi, và tôi tính tỷ lệ sống khoảng cỡ 75% thôi thì vị trí là khoảng cỡ 7 tấn. Nếu như mà tổng tính với cái giá hiện nay là khoảng cỡ 35.000 đồng một ký thì chúng tôi có lãi khoảng cỡ chừng 77 triệu. Qua thực tế kiểm tra và tại hội thảo, cán bộ chuyên viên
và bà con nhận thấy rằng mô hình thực nghiệm chuyển đổi là thành công, có thể đưa ra áp dụng đại trà trên nhiều vùng nước lợ của tỉnh. Thống nhất với những ý kiến cho rằng, nếu tiếp tục hỗ trợ người dân mở rộng mô hình, thì nguồn kinh phí đầu tư để mua con giống phải đáp ứng thời vụ, cần chọn điểm để đầu tư, không dàn trải. Nhưng điều lo lắng nhất vẫn là đầu ra cho con cá. Chúng tôi cũng có mấy cái đề nghị đối với các cơ quan chức năng giúp cho người nông dân thực tế bằng lớp tập huấn thực sự, bằng cầm tay chỉ việc và thực tế tại địa phương để cho người ta có hướng người ta chuyển sang một con giống cây trồng mới để phát triển nền kinh tế của địa phương này nó đạt hiệu quả cao hơn. Và cũng mang ở trên là có cái hợp giữa các nhà như thế nào đó, trang đó có cái nơi tiêu thụ để cho người nông dân có cái chỗ bón mà yên tâm sản xuất hơn. Qua hội thảo và kiểm tra, chị Phan Thị Lệ, kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quảng Nam cho rằng, nếu nuôi cá diêu hồng, cá rô phi theo mô hình chuyển đổi đối với vùng nước lợ thì cần thiết quan tâm những yếu tố sau. Qua cái kết quả của cái mô hình này thì khi áp dụng vào nuôi thực tế thì bà con chúng ta cần lưu ý một số vấn đề. Thứ nhất là về chọn vị trí nuôi, là bà con chúng ta không nên nuôi cá rô phi và diêu hồng ở những vùng nước lợ có độ mặn quá cao, trên 15 phần ngàn. Thứ hai nữa là bà con chúng ta là về mùa vụ là chúng ta nên chọn thả nuôi vào khoảng tháng 1 đến tháng 2 dương lịch để tránh được cái mùa mưa bão. Thứ ba nữa là chúng ta nên đầu tư để mà rút ngắn thời gian nuôi trong vòng 5 đến 6 tháng, không nên kéo dài thời gian nuôi quá lâu. Và cuối cùng mới là bà con chúng ta là nên chú ý là trước khi thả giống thì bà con chúng ta nên đo độ mặn, kiểm tra môi trường, đo độ mặn nè, nhiệt độ, pH, đặc biệt là độ mặn. Chúng ta nên kiểm tra trước khi thả giống. Nếu độ mặn quá cao thì chúng ta phải thuần độ mặn cho con giống trước khi thả nuôi. Có thể nói, trong bước đi tìm kiếm mô hình phù hợp cho từng lĩnh vực, từng vùng đất, đòi hỏi nhiều thời gian, công sức. Song với mô hình chuyển đổi nuôi cá diêu hồng, cá rô phi trong vùng nước lợ ở Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, cho thấy hướng đi được mở ra tích cực và... Thưa quý vị và bà con, chuyên mục Nông nghiệp khuyến nông hôm nay xin chuyển đến quý vị và bà con phóng sự hiệu quả mô hình chuyển đổi từ vùng nuôi tôm nước lợ sang xen canh, một vụ nuôi cá diêu hồng cá rô phi và một vụ nuôi tôm ở xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành. Sau phóng sự này, mời quý vị và bà con theo dõi phần hướng dẫn về quản lý đệm lót sinh học trong chăn nuôi heo. Trước hết mời quý vị và bà con theo dõi phóng sự. Quảng Nam với hàng ngàn hecta mặt nước lợ, riêng huyện Núi Thành có hơn 1.500 hecta, chiếm 2/3 diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh. Trong những năm qua, việc nuôi trồng thủy sản đã giải quyết phần lớn lao động, tăng thu nhập, cải thiện đáng kể đời sống bà con, nông ngư dân vùng ven sông biển. Nhiều diện tích mô hình đem lại thu nhập cao. Tuy nhiên, cũng nhiều vùng, nhiều bà con làm ăn thua lỗ, nhiều diện tích nuôi tôm nước lợ bị bỏ hoang do nhiều nguyên nhân. Trong đó có vấn đề môi trường, vấn đề áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật, vấn đề con giống, thời vụ, v.v. Điều đáng nói là nhiều diện tích thường xuyên nuôi tôm thả chân trắng đã không còn phù hợp, dịch bệnh gây thiệt hại lớn cho người sản xuất. Trước thực trạng này, các ngành của tỉnh đã tìm kiếm nhiều mô hình, trong đó mô hình chuyển đổi hơn 1 hecta nuôi tôm nước lợ sang nuôi ghép cá diêu hồng, cá rô phi ở thôn Phú Tân, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, được Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư Quảng Nam phối hợp cùng nhóm hộ tại đây thực nghiệm từ tháng 4 năm 2013 đến nay đã cho kết quả rõ nét. Qua cái quả bóng thoáng nuôi có diêu hồng lần đầu tiên ở vùng nước lợ, cũng là cái lần đầu mà nên thành những cái kinh nghiệm nuôi cũng còn chưa nắm hết rõ được, và hơn nữa là cũng không biết cái giữa cái nước mặn và nước ngọt nó là như phát triển như thế nào, nhưng mà qua bóng thân nuôi thì thấy kết quả rất độc, có rất nhanh lớn và rất khỏe. Hiện nay